Đây là tỏi lớn rồi nè. Đi cửa làm cũng mấy chỗ rồi. Nhưng mà anh cứ để cho nó sinh sản đi. Chứ bây giờ mình lấy không bao nhiêu. Cái này thì anh vẫn du là anh bỏ lỡ hơn một tí đấy. Chung là giờ không ok à? Dạ chúng mình cũng không ok. Được. Được không? Dạ. Nhưng mà